Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay là cái video đầu tiên của cái game Hỏi Chôn. Mình sẽ đặt tạm mình đặt tên game này game Hỏi Chôn. Thì đại khái là hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đầu tiên là sẽ tạo ra một cái layout nó nhìn nó xịn xò như này trước. Ok chưa? Thì để tạo ra cái layout này nhá, thì mình sẽ sử dụng cũng khá nhiều icon ở ngoài ấy, khá nhiều icon ngoài ấy, bao gồm là thằng là mấy cái icon ảnh này, xinh xinh này, mấy cái ảnh nền này. Thì mình sẽ đại khái là mình sẽ đẩy cái file icon này lên cho các bạn thôi. Đây là file drawable, các bạn nhìn file drawable mình. Đâu rồi nhỉ? Show in explorer đây. Đại khái là có rất nhiều ảnh. Đây, đợi mình chuyển kiểu view các bạn xem đã. Đây. Ôi. Đây. Sao nó loát cái gì thế này trời ơi. Đây đấy, nó sẽ có một vài cái icon như này. Thì đầu tiên mình sẽ vào này, đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái project trước nhá, new project này. Mình sẽ chọn empty project, đặt tên app là hỏi chôn đi. Hỏi chôn Packet, 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 packet. Thực ra packet để các bạn để thế nào cũng được. Nhưng mà v.com chấm hỏi chôn. Đấy. Rồi, finish. Rồi ok, nó lên được hình cho mình rồi. Thì rồi. Thì ở đầu tiên mình sẽ tạo ra, đầu tiên phải đặt thay đổi lại tên trước đã. Cái màn main activity mình sẽ đặt là màn hình chính nhá. Thì để đổi tên này, các bạn bôi đen cái tên class này, các bạn nhấn shift F6. Đấy, đây là tùy thuộc vào cái keyword để cái cách các bạn cài đặt đấy, cái cách các bạn cài đặt đấy. Mình đây là mình dùng mình để mặc định của Android Studio luôn nên nó thế. Mình sẽ đổi thành màn hình chính activity. Rồi enter, và cái thằng activity main này mình sẽ đổi thành activity màn hình chính. Enter rồi xong, sau đó mình sang file file XML của nó nhá. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đổi thằng này thành thành relative layout. Đó, ok chưa? Thôi để thành linear đi. Không sao. Thì trong này, theo đầu tiên mình sẽ cho cái thằng này một cái background trước đã. Một cái background, nó là màn hình trắng. FF. Nó là một màn trắng xóa luôn. Rồi. Thì tiếp đến nữa. Như các bạn đã thấy thì ở trên này nó có một cái layout khác này, chứa ba cái vùng để hiển thị, mình gọi tạm là vùng nhá. Ok chưa? Đấy. Thì ở trong trong ba cái này, trong thì sang bên này đi. Mình sẽ vừa nói luôn, mình sẽ tạo ra một cái React layout này. Có cái width là map parent, cái here mình để cho nó khoan từ từ. Một cái relative layout width là map parent, hai mình sẽ để cho nó là 150 dp. 150 dp có to quá không nhỉ? Ui, hơi to đấy. Bên kia mình để là bao nhiêu? Bên kia mình để có 120 thôi. Vẫn to. 100. Đấy, ok. Sau đó trong đấy đúng không? Trong đấy thì mình có một cái layout chứa thằng này. Thì tiếp mình sẽ tạo ra một cái relative layout này. Map parent này. Rồi. Ôi. Chuyên quên nhỉ. Một cái relative layout. Có độ dài thằng này mình sẽ để cho nó là 120 dp, và cái he mình sẽ để là map parent.
Ok. Rồi, tiếp đến nữa thì cái mình các bạn theo như các bạn nhìn thấy hình này nó có cái màu đỏ ai, cái lên màu đỏ ai. Lên màu đỏ thì sẽ lấy ra từ thằng này. Nó là BG, BG đỏ ai, mình sẽ copy nó ai. Các bạn chọn này, copy này. Sang bên này các bạn vào trong drawable nhá. Drawable. Paste vào trong này cho mình. Paste vào trong thư mục drawable, không phải drawable 24 đâu. Đấy. Rồi tiếp đến nữa, tiếp đến nữa là ở đây mình sẽ cho nó cái background, nó là cái BG đỏ kia. Rồi các nhìn chưa, nhìn nó có vẻ nó không giống trong hình lắm nhỉ. Hay mình sẽ giảm he của thằng này xuống thành 80 đi, 80. Ok, nhìn nó cũng đẹp đẹp đấy, nhưng mà nó đang bị sát lề quá ai. Thì ở trong thằng này mình sẽ cho nó một cái là thằng, một thằng nữa là thằng padding, padding khoảng tầm 3 dp đấy, cho nó căn là căn ra khỏi lề trên này một tẹo đấy nhá. Rồi tiếp đến nữa thì như các bạn thấy ở trên này, ở trên hình á, nó có thứ nhất ở đây là một cái icon đúng không, một icon thì mình sẽ cho nó vào một cái icon, một cái image view, image view có width là map pattern 2 mình sẽ để là 60 dp. Và mình cũng sang vào trong drawable mình copy cái hình cube này. Đấy. Mình paste vào trong này. Đó. Rồi xong. Sau khi đấy xong nhá, sau khi đấy xong rồi này thì 60 dp, ui to quá, 40 thôi, cho 40 thôi. 40, 40 dp thôi. Vào trong này thì mình cho nó cái src, cho nó cái thằng cube nó hiển thị cái ảnh kia của mình đó. Thằng này mình sẽ để cho nó cái padding nó tầm tầm 5 dp để cho nó con nhỏ lại đấy, cho giống với cúp, giống với cái cúp rồi. Ừ. Tiếp đến nữa thì ở bên dưới này mình sẽ có một cái text đúng không, có một cái text, có một cái text view, có một cái text view, mình sẽ cho một cái text view map parent này là 40 dp. 40 dp, 40 dp. Tiếp đến nữa là cái text mình sẽ để cho nó thành trừ 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 đi, cho nó giống ở trong kia. Cái graffiti mình sẽ để là center. Cái text size mình sẽ để cho nó là 20 dp. Cái text color, text color sẽ để là màu trắng. FFF. Rồi, nhưng như các bạn nhìn thấy nó đã bị trùng, nó bị đen cái ảnh ấy rồi, bởi vì là trong cái cơ chế của reactive layout mà thì các item sẽ như kiểu gần như là làm chồng với nhau á. Thì ở đây là mình sẽ cho nó thêm một cái margin top, nó chính là thằng margin top khoảng 40 dp đấy, thì nó chỗ căn này ở trên này luôn đấy. Ok chưa đấy. Ồ, cái cúp này hình như nó cũng chưa ăn vào cái form của thằng kia nhỉ. Sẽ mình sẽ tăng cái padding lên thành 6 dp, 8. Ở đó nhìn nó đẹp ha. Ok, nhưng các bạn để ý sang bên này cho mình một chút đây nhá, mình kích thằng text view này của mình nhá, mà mình bây giờ mình không xét nó dấu trừ nữa, mình xét lại thành chữ này. Nhìn cái chữ của nó hơi kiểu bo bo ở góc ấy, nó không có cạnh nhọn á. Còn thằng này text view đây của mình thì sao, nó có cạnh nhọn, bởi vì sao, bởi vì thằng text view bên này của mình á, mình đã xét cho nó cái phông rồi. Ok chưa. Và hình như nó cái thằng text view nó đang bị, các bạn để ý không, nó có cái khoảng trắng thừa so với cái background ở trên kia. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái margin bottom tầm 3 dp, 3 dp đó. Thì thằng này margin bottom tầm 3 dp thì thằng này sẽ là 3 trừ 40 trừ 3 thành 37, 37 dp đó. Thì cộng lại thì thằng này cộng với cái thằng margin thằng he cộng với thằng này thành 40, thì là cái chiều cao của thằng này là 40 rồi. Thì thằng image view cũng là 40, thì cộng lại nó sẽ vừa với 80 với thằng ở trên này. Rồi ok. Rồi sau đấy thì mình phải xét cho nó cái chữ nhìn sao cho nó đẹp đẹp được như này đúng không. Thì đây là cái kỹ thuật ở trong cái thằng xét trong cái
trông kỹ thuật xét xét cái style cho kiểu chữ như các bạn để ý ở trong hàng tay view của mình có một cái thằng style đó, nhìn chưa, cái thằng style này đấy. Thì để tạo ra thằng style nhá, thì đầu tiên là các bạn ở trong thư mục red này, các bạn new cho mình một cái dictionary đặt tên là phong. Ok, phong, ok chưa? Đấy, phong thì ở trong thằng phong là như các bạn nhìn thấy à, đây là một file 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 kiểu chữ ấy, như các bạn để ý á, nó là file kiểu phông chữ, tất tật tật các cái kiểu chữ ở trên màn hình các bạn nhìn nhìn thấy ấy. Nó là một cái kiểu phông ấy. Kiểu phông đây nó như kiểu như này, hồng chữ đấy. Đấy, nó có rất nhiều kiểu, các bạn hiểu không? Có rất nhiều kiểu, và mỗi cái file, mỗi 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 một cái kiểu chữ thì nó sẽ có một cái bộ phông đi kèm riêng. Và lần này mình sẽ chọn ra cái kiểu là kiểu này. Đó. Đấy, thì mình sẽ copy cái file này. Copy rồi. Copy. Đó, mình sang bên này và mình paste vào cái thư mục phông của mình. Ok chưa? Rồi, mình đặt tên nó là A nhá. Và sau khi đấy nhá. Sau khi xong ấy thì các bạn tạo ra cho mình một cái phông. Một cái file, nó là một cái file XML để quy định, để định nghĩa ra một kiểu phông cho mình. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái phông thì thuộc file này. A mình sẽ đặt tên là A, à đâu, A thì trùng mất rồi. Phông xích chữ A. Ok. Thì ở trong này nhá, các bạn nhìn thấy này, nó có một cái phông family, các bạn nhìn chưa? Ở bên này mình cũng thế, một cái phông family. Thì ở trong này nó có định nghĩa ra một cái kiểu phông mà các bạn nhìn nhá, phông style Roman này là cái mặc định này, phông width này và cái kiểu phông mình sẽ sử dụng nó chính là thằng chính là file này. Đó, các bạn nhìn nhá. Chính file này thì mình sẽ copy nhá. Mình sẽ copy cái pha phông này. Đấy, chưa? Mình sang bên này mình paste vào đây. Rồi, các bạn nhấn Alt Enter này để nó in. Nó thiếu cái thằng này mà, nó thiếu cái file, thiếu một cái import nữa. Rồi, ok. Rồi xong, các bạn nhìn chưa? Nó định nghĩa ra cho em một cái kiểu phông cho mình à. Đó, và sang bên này ấy, cách sử dụng của nó ấy thì rất đơn giản. Đây mình phóng to cho các bạn xem này. Trong này các bạn chỉ cần gọi style style và gọi style bằng cái gì? Bằng chính cái kiểu phông mà các bạn đặt tên. Mình gọi là phông A. Bên này mình gọi là gì nhỉ? A style. Ủa nó không ra style bằng đúng mà. Thôi các bạn copy y nguyên dòng vào cho mình cho nó nhanh. Ủa nó không ra nhỉ? Why? Sorry các bạn, sorry các bạn, nhầm 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 nhầm, không phải thằng này. Nó là thằng phong femini chứ nhỉ? Đây, phong femini đây. Nó đây, nó chính là thằng A. Đó, các bạn nhìn chưa? Đó. Thì sau khi cài phong A cho thì các bạn nhìn thấy coi cái chữ 20 nó quá to không? Mình sẽ để nó cho tầm 12 thôi. Đấy, 12 là đẹp rồi. Đó. Rồi. Như thế là mình đã có một cái thằng để hiển thị cái phần, đây là cái phần mình sẽ định thiết kế là mình sẽ là thể hiển thị như kiểu là cái phần vị trí rank của người chơi á. Đó. Rồi tương tự như thế nhá. Các bạn copy y nguyên cái relative layout đấy. Copy y nguyên một cái y xì xì thế. Nhưng mà lần này ấy thì lần này thì các bạn nhớ để cho mình thêm một mình các bạn nhớ cho mình thêm một cái pattern drive.
layout parent drive bằng chu để cho căn hết sang lại bên này đó. Nhưng mà bây giờ nó sẽ hơi khác một chút, bởi vì cái ảnh và cái icon của bên mình, như các bạn nhìn thấy bên này, nó là cái thằng hình đồng tiền và cái background màu xanh nhá. Thì mình sẽ vào trong này, mình chọn thằng này và chọn thằng này, copy sang bên của mình, paste nó vào đây, ok chưa? Paste này đó. Và đây đơn giản, mình ở đây mình thay vì hiển thị thằng cúp thì mình sẽ hiển thị thằng coin. Coin sẽ là tiền của người chơi ở trong game, ok đó. Và thằng này không phải BG đỏ nữa, chuyển sang BG xanh đó. Tiếp đến nữa là bây giờ mình sẽ sửa cái text này đi, cho thành mấy dấu trừ, 4 dấu trừ ấy, cho nhìn cho nó đẹp. Trừ 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 đó, ok rồi. Tiếp đến nữa là như bạn đã nhìn thấy ở đây ấy, mình có một cái ô này, nó để hiển thị cái gì, nó sẽ hiển thị cái thằng tên của người chơi trong bài, được chưa? Thì cái thằng này nó nằm ở giữa hai thằng luôn, nên là mình sẽ tạo ra cho nó một cái relative layout map parent đó. Và bởi vì nó muốn ở giữa ấy, thì mình nó phải, chứ bây giờ nó đang tràn bố và thằng tràn tràn full tràn cái màn cái layout của nó rồi, leo trả nó rồi, thì mình cho nó một cái margin drive, bởi vì ông này width của nó là 120 dp đúng không, thằng này 120 dp, mình sẽ cắt canh này phải tầm 123 dp đó. Tiếp đến nữa là margin net cũng tầm 123 dp, ok chưa đó. Và cái background, các bạn nhìn thấy background đây, nó có background màu vàng này đó. Thì mình đơn giản nói mình sẽ vào trong này, có cái đây background tên này, nó là cái background tên này, paste vào trong này. Và mình sẽ sử dụng cái background ấy cho thằng layout này, background này BG tên đó rồi. Và ở trong cái layout này sẽ chứa một cái text view đúng không, mình sẽ copy cái thằng này đấy, copy này và mình sửa lại một tẹo thôi, paste xuống dưới này, ok chưa? Paste xuống dưới này nhá. Thì cái thằng này sẽ không phải là margin top nữa, nó sẽ không có margin top đấy. Và cái hay của nó mình sẽ để là map parent, đồng thời cỡ chữ mình sẽ tăng lên thành 15 đó, cho nó khác biệt so với hai thằng kia đó, ok chưa? Còn mọi thứ thì mình sẽ để yên, à bỏ cái margin button đi nữa nhá, ok đấy, đẹp rồi đó. Đấy, thì như các bạn đã thấy thì trên hình bây giờ mình sẽ được như thế này. Đúng chưa? Rồi tiếp đến nữa nhá, tiếp đến nữa là bây giờ mình có một cái thằng này, một cái thằng cái vùng này mình sẽ để cho nó hiển thị những kiểu câu hỏi, kiểu trêu ngươi á, kiểu vừa khi mà vừa vào app á, vừa vào app thì sẽ ra hiện ra mấy câu hỏi như kiểu một cộng một bằng mấy chẳng hạn, xong rồi người dùng sẽ bấm xem đáp án để xem cái câu đấy nó có đáp án là bao nhiêu đấy, kiểu kiểu ấy, kiểu gây hứng thú cho người dùng rồi. Thì nếu như mình muốn làm thế thì mình phải thay đổi lại một chút, đó là mình sẽ tạo ra một cái layer layout có độ dài là map parent orientation, kiểu sắp xếp của nó sẽ là vertical, được chưa? Đó. Và mình sẽ cắt cái thằng reactive layout của mình vừa mới tạo được và mình tán thẳng nó xuống đây đó, đúng chưa? Và ở dưới nó mình sẽ tạo ra một cái reactive layout khác để chứa cái vùng câu hỏi kiểu trêu ngươi người ta ấy. Thằng này mình sẽ cho nó là 150 dp, ok chưa? 150 dp, 150 dp này. Có to quá không? 170 đi. Rồi rồi bên trong đấy thì bây giờ bên trong mình cũng phải giống thằng kia nữa, mình sẽ cho nó một cái padding nó tầm 5 dp đi đó. Thì ở trong thằng này thì như các bạn nhìn thấy trên này sẽ có hai cái, mình sẽ để cho này là hai cái text, một cái text là hiển thị cái câu hỏi và một cái text nữa và một cái nút để hiển thị cái xem hiển thị cái đáp án, được chưa? Thì đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ tạo ra cho nó một cái tech view này, tạo một cái tech view có độ dài là map parent
Đó. Map pattern. Và mình sẽ copy cái background, đó là border trắng đen, BG trắng đen. Ôi, bây giờ thế này bố ai nhìn thấy cái BG trắng đen là thằng nào đây? BG trắng đen, trắng đen, BG trắng đen, trắng đen. Trắng đen. Chết rồi, mình đặt tên thì bây giờ mình thích nhớ này. Bỏ mẹ nó rồi. BG trắng đen rồi, à, nhìn hộ tôi cả, ở à, đây. Copy thằng này. Mình paste vào trong drawable nhá, ok. Rồi, paste trong drawable này. Rồi sang màn này nhá, mình sẽ sử dụng nó này. Thì mình sẽ set cái đó cái background nó là BG trắng đen. Đó. Rồi lên hình rồi nhưng mà nó khác cái hình bên này quá. Đó. Nếu thế thì mình sẽ cho nó thêm cái margin. Margin là led tầm 10 dp, margin right cũng 10 dp đấy, để cho nó căn này hai bên nhìn cho đẹp, ok chưa. Rồi tiếp đến nữa là mình có phải một cái bút bút không. À, thằng này thì không phải map parent được, thằng này là mình sẽ để cho nó tầm 200 dp thôi, 200 dp, 200 to quá, 100 100 thôi, 120 thôi, 120 dp. Hay là mình sẽ để là 50 dp. Đó. Và cái background của nó thì như các bạn nhìn thấy nó cũng chính là cái background trắng đen, nhưng cái hai bằng 150 dp, bằng 50 dp hình như hơi to, 30 30 thì hơi bé, 40 vừa đấy, 40 vừa chưa, vừa đấy. Nhưng các bạn thấy thì đúng ra nó phải làm ở chỗ này không? Thì ở đây mình sẽ cho nó thêm một cái thằng center, center vertical, horizontal bằng chu để cho nó căn ra giữa. Và tiếp đến nữa là cái argin parent button mình để là chu đó thì nó căn giữa, nhưng mà vẫn chưa giống trong hình, không chưa giống hình thì đúng ra cái viền trắng này nó phải đi giữa cái lúc button đúng không. Thì các bạn để ý một chút nhá, button của mình là 40 dp đúng không. Muốn bây giờ mình sẽ cho thằng này cho nó margin bottom tầm 40 dp nhá, nhìn thấy đấy, thì nó sẽ căn được cái viền này của mình lên trên so với cái thằng button đúng không. Nhưng các bạn để ý nhá, nếu như mà mình muốn cái text view của mình nó căn đến giữa thôi này đấy, thì có phải là thì nó ở canh cắt căn cái nó ở cách cái là bên dưới của nó khoảng bằng lửa cái chiều cài nửa cái chiều cao của thằng button đúng không, nó sẽ là 20 dp. Ok chưa. Quên button này phải có tách chứ nhỉ, tách cho nó sẽ là xem đáp án. Mình sẽ cài cho nó cái formally đó, formally chính là thằng A nữa để cho nhìn cho nó giống. Cái text size mình phải giảm cái text size của nó đi thành 13 SP. Như các bạn ý, nhưng các bạn nhìn thấy cái text xem đáp án của mình bây giờ nó đang nó kiểu viết hoa hết á, chứ nó không kiểu là cái text mà viết thường này, thì nó chính là cái thằng text. Nó là thằng cáp, cái thằng take on cáp á, đây take on cáp này, đây các bạn để bằng fail mình đó, đấy thì nó sẽ không viết hoa hết cho mình đấy, ok chưa. Tiếp đến nữa là sang thằng take view này, thì mình sẽ cho nó cái thằng take để nhìn cho rõ này, ví dụ như kiểu là 1 cộng 4 bằng hỏi chấm đấy, thế này ạ. Graffiti sẽ để cho nó là center. Cho nó thêm cái padding button tầm 20 dp đi, để cho nó căn nó không không căn thêm cái lúc button này nữa, căn thêm 20 dp của thằng này nữa đấy, 20 dp. Rồi tiếp đến nữa text color chắc chắn là màu đen rồi, text size mình sẽ cho là 15 dp, 15 SP. Phong family là thằng A,
một cộng bốn mấy thôi, tách sai nên để cho nó thành 18 đi, nhìn cho nó ngầu lòi đấy. Rồi ok, ổn ổn rồi đấy. Rồi đến phần tiếp theo nhá. Tiếp theo nữa là ở đây mình sẽ có một cái layout để chứa hai cái nút, một cái nút là chơi thường, một cái nút là chơi là kiểu toán logic. Ok, thì bây giờ sang vào cái nút chơi thường. Thì bây giờ mình sẽ vào một cái layout để làm ra cái thằng này. Rồi thì dưới thằng này mình sẽ tạo ra cho nó một cái relative layout tiếp nhá. À không, một cái linear layout đi, có độ dài là map pattern, chiều cao là thằng kia là cũng 100 dp, nó tròn này tận 140 đi cho nó to, 40 to quá nhỉ, 30 đi thôi, tí thừa thiếu tính sau. Và cái kiểu sắp xếp của thằng này nó là orientation, nó là horizontal. Và trong này nhá, mình sẽ tạo ra một cái thằng relative layout có độ dài là map parent này, width width nó sẽ width mình sẽ để là 1 dp, hay mình sẽ để map parent. Và thằng này có một cái width bằng 1. Ok, và trong thằng này sẽ chứa cái nút của mình đúng không? Hình như các bạn đã thấy này, cái nút mình bao gồm thứ nhất là phải có một cái nút này nhá, tiếp theo nó là chữ, và tiếp theo là cái image view. Ok chưa? Thì để tạo ra cái nút kia mình cho nó một cái thằng image view, map parent, hai cũng map parent đi. Ok, và cái image view đấy nó chính là thằng đâu đây, nó là nút vàng. Nút vàng mình sẽ copy mình vứt vào đây, mình để ở trong này. Ok, đó, image view sẽ có cái thằng src là bg vàng đó. Rồi bg vàng vàng vàng, wow, rồi wow to vãi. Rồi hơi to so với quy định, thôi thằng này giảm xuống hay một hơi tí, 100 100 thôi nhỉ, 100 100 100 có bé quá không nhỉ, để xem bên này mình đang để là bao nhiêu. Ngoài bên này mình để tận 150 ạ. Thế cho 150. Ok, 150. Ok, uầy, to lại. Rồi, tiếp đến nữa là mình sẽ có một cái image view nữa. Map parent. Và hey, thằng này mình sẽ để cho nó là một lửa thôi, 1 phần 2 thôi. 120 sẽ để cho nó là 75 dp. Đó. Và thằng này nó sẽ là hình quả dứa đúng không? Mình sẽ tìm hình quả dứa. Thực ra các bạn thích để hình nào cũng được, nhưng mình đại khái mình thấy cái bộ icon này nó cute nên mình để thôi. Thôi thiết kế kia cho giống đi, nó xem hình quả dứa gì không? Quả dứa huýt sáo đây, chơi paste vào đây đó, quả dứa huýt sáo src chơi. Ok xong rồi, ok rồi, các bạn nhìn chưa, nó được cái hình quả diều huýt sáo rồi nhá. Rồi tiếp đến này, tiếp đến nữa nhá, tiếp đến thì bây giờ mình sẽ bây giờ sau khi nhưng nhìn cái nút này hình như nó hơi to, nếu mình sẽ cho nó một cái margin, chính là margin top. Margin top đây mình sẽ cho nó margin top khoảng tầm 40 dp, 40 dp. Ừ. Đúng chưa? Hợp lý chưa? 40 dp nhìn hợp lý chưa? Hợp lý hay chưa thì thôi, 40 to hơi ít, là ngày 3 35 rồi. 35 35 35 35. Đó. Rồi ok. Và tiếp đến nữa mình cũng có một cái tag view, thì mình xin phép mình copy cái thằng tag view trên này. Đó. Copy tag view trên này, paste vào đây. Ok. Và thằng này mình sẽ có cái margin top của nó không phải 40 nữa mà thành 75. Ừ, 75. 275. 75. Thôi margin top cho thành 80 đi. 80, ok. 80 dp hay thì thành
70 dp đó, đẹp chưa, hình 70 dp. Bỏ cái mang game button đi, cái tech size em nghĩ để cái tech mình sẽ là thành chơi, ok chưa, cái tech size anh sẽ để cho nó tầm như 100, thằng này 40 thì nghe nó hợp lý hơn đấy. Mình nhìn cái hình nó to vãi nhỉ. Các để ý cái hình của mình nó to quá không? Hay do cái chữ mình để cái text size nó bé quá. Text size 18 dp, 18 fp đi. Rồi ok. Nhìn có vẻ ngầu lòi hơn đấy. Ok. Rồi, sau khi đấy phóng to nhìn cho rõ này. Mà cái top mình nghĩ nên cho thành khoảng tầm 650 DP nhìn cho nó hợp lý hơn, 50 DP nhìn có hợp lý quá không? Hết thằng này cũng mang cái top tiếp 5 DP, 10 DP cho nó nhìn cho nó giống cái hình kia, nhìn cho nó đẹp đấy, nhìn cái này còn vẻ ổn ổn. Rồi công việc tiếp theo đó của các bạn là các bạn sẽ copy cái layout mà các bạn vừa tạo nhá. Ok, mình sẽ copy này và paste thẳng nó xuống dưới này luôn. Ok, nhưng mà nhìn nó hơi điêu đúng không? Ctrl Z lại. Thì cái đây layout tiếp theo các bạn cho mình một cái thằng margin. Layout margin tầm 3 dp. Đó. 4 dp nghe nó hợp lý chưa nhỉ? 4 dp. Tiếp đến nữa copy y gì thằng này. Bé xuống dưới. Ok, mình đã có hai cái nút, một nút chơi và bây giờ mình chỉ cần đổi màu thôi là xong đúng không? Đổi màu và đổi icon cho nó là xong. Và trong này nhá, mình sẽ lấy tạm thằng này. Toán logic đây, thêm một cái hình icon nào đẹp đẹp đi. Đây, thằng đây toán logic đây, ok. Paste ở dưới này. Enter. Rồi sau khi đã xong nhé, thì vào trong này đầu tiên thằng image view mình sẽ sửa thành bg, bg lam đó. Tiếp đến nữa cái con này sẽ thành toán logic, cái con này sẽ là toán logic. Tiếp đến nữa text view này sẽ là toán logic, logic. Ok, xong đó, đã xong rồi. Tiếp đến nữa là phần hiển thị rank của người chơi, ok chưa, hiển thị rank của người chơi. Rồi cái phần rank này thì ở bên dưới, ở dưới layout rồi nhá, mình sẽ có một cái thằng relative layout này, có độ dài là thằng mapper lần này thì cứ cho nó mapper hết. Ok, thì thằng này cũng tương tự như đơn giản bạn kia, mình cũng sẽ cho nó một cái thằng padding là bằng 5 dp đó, bằng 5 dp. Sau khi đấy xong thì tương tự như thằng này, mình cũng có một cái thằng button, mình sẽ copy hàng này nhá, ok chưa, copy hàng này mình vứt ở trong này. Thay vì có cái thằng parent top bằng parent button bằng chu thì mình xóa nó đi, và cái thằng text view này sẽ để thành hiển thị là rank. Ok đó, rank. Rồi tiếp đến dưới này, đây tiếp đến ở đây trên này mình sẽ có một cái relative layout map parent đấy, và nó sẽ có một thằng này thì có cái background làm background đen trắng, đen trắng đâu rồi, đen trắng đen trắng đen trắng đen đây đó, và margin top một khoảng là 20 dp đó, xong chưa, ok chưa, đẹp chưa đấy, quá đẹp làm gì nữa.
Thôi cho ngày bát linh tầm 8 DP đi. Đó. Rồi, tiếp đến nữa thì ở trong này mình sẽ cho nó một cái git view. Có rồi, mapper này. Mapper. Và có cái num con num. Num con num đâu? Num con num mình sẽ cho nó là bằng 2. Đấy, thì sẽ được như trong hình. Ok, bây giờ đến quan trọng nhất là xem chạy lên xem được thế nào rồi. Nửa tiếng đi ra kiểu gì cũng phải ra cơm ra cháo gì chứ. Ôi chết rồi, đừng xoay ngang em ơi. Anh không thích xoay ngang. Loading state. Không, anh không thích làm ngang, anh thích làm dọc. Má sao lại làm. Ủa loading state lâu thế. Ok, bây giờ nó được như thế này nhưng mà nhìn vẫn còn hơi xấu đúng không? À, bạn chờ mình chút thì bây giờ mình sẽ vào trong style nhá. Vào trong file style mình sẽ đổi cho nó thành thằng này thành no action bar, không cho nó có action bar nữa. Tiếp đến nữa là window full center, các bạn tạo mình một cái item là window low tide, các bạn để nó true. Và tiếp đến nữa là item tiếp là window full 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 center đó, mình cũng sẽ để là true. Ok chưa? Rồi chạy lại xem được cái gì. Đó, nhìn có vẻ ok hơn không? Đấy, này đẹp không, đẹp hơn rồi. Đấy, ok thì video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc bạn học lập trình vui vẻ.